Ok đô. Rồi hôm nay đi queo hiu nha. Mới qua đi hôm nay đi queo hiu. Queo hiu. Queo hiu còn sao nha. Ơi quên. Rồi cái này quanh đường nha ha. Để ấy lên chừng nha. Rồi queo hiu. 1 giờ trưa. Ngày 31 tháng 12, à, cuối năm luôn. Ừ, mới vào lên dốc này. Để lên yên nha coi. À. Nghe mặt trời kiểu vô ha. À, mấy cái cây này đẹp lắm nè. Mấy cây bông này nè. Trời nó chiếu lên như nó tỏa sáng nổ lắm. Cái này chiếu đèn điện với mình nè. Không ai chạy sao với mình hết trơn. Ơi. À, đó trời ơi, xuống rồi hả? Wow. Nó kiểu mới. Đó này phải nhờ anh Danny mới làm được. Xe con cậu nghe. Vô số em, vô số một chút. Cô ơi, dạy dữ quá. À. Đừng có kéo nữa. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Đừng có rào nữa. Hai cơ, bắt chào. Rồi. Bởi vậy, biết giờ biết sao, tại mình đuối rồi không?
gần quá. À, ok đâu. Chúng có hai đồng chí. À. Yeah. Qua đường nghe. Qua đường nghe, có chiếc xe không? Coi nó có dừng nhường mình không? Nó chạy thì nó chạy, nó nhường thì mình đi. Rồi rồi. Lên nha. Qua cầu nghe. Tuyến đường này có mùa nó có bông cải đẹp lắm. À. Mùa này nó chết hết rồi. Trời đã mùa xuân. À. Đi trên nguyên cánh đồng luôn á. Bắt cầu tiếp nha. Chạy theo trong anh mệt. Ủa, coi chỗ này nó có cái chuồng nó chăn mấy con dê. Ờ, dạ đâu mất hết trơn rồi. Nha. Đuối. Đang lên. Theo chồng anh cũng đuối chứ bộ. Rồi. Mình lết từ từ ra. Là tâm bị đẩy nha. Ba, đổ một hơi luôn. Woo!
sao. Chưa ai mệt ta, chưa ai mệt đi nghỉ ta. Quẹo nha, quẹo cho điểm nha, quẹo cho điểm nha, quẹo cho điểm nha. Cua bự lên, cua bự vào thì nó chạy nó mới được. Rồi à, rồi chuẩn bị lên núi nha, giờ nhận lên cái đã. Trời ơi, con kia con chạy lên để chỉnh nha, đen nha. Đâu tâm đâu, thấy chưa? Anh Tâm ơi, ghê không? Tâm đâu rồi? Tâm đâu rồi? Dốc trước mặt nè, lên thẳng đối bên kia, lên tới đỉnh. Hai, one more people. Hello.
Rồi, tới chân núi. Nghỉ 2 phút nha, 2 phút là lên dốc nha. Chỉnh này nọ là lên nha. Đó cần chỉnh nào mà lên tí không? À, chờ chút. Lên dốc thầy thiêu. Tới thử và còn dốc nữa. Lên lưng nha. Cố lên nè. Ai chạy trước hết rồi. Rồi xuống dốc nè. Đây là người á, người có người nha. À, có người chạy lên nha. Từng dữ à sao vậy à, có chiếc xe lóc không, có chiếc xe lóc không, có nó mới cay chìa khóa thì làm được hết đi, nó này ngoài mất trong bụng đi, tăng mở bụng nè. Tăng mở bụng. Chúng ta phải rồi đi. Bớt lại. Cứ chậm. Chậm hết mức có thể. Chậm hết mới có thể nha. Mấy cô đâu hết rồi, chậm chút coi.
Ủa Trâm Anh đâu rồi? Lấy chỗ đó lấy nha, mà nó giờ nhắc nha. Chỗ này vô số lên là cho anh vô số nhanh. Đạp không lên à. Hả? Rồi, lấy chỗ này coi sao. À, đây em chạy trước ta, anh cứ nhận báo, cứ chạy đi. À, rồi, có quay cơ, chạy từ từ. Nghiêng bên phải đi, nghiêng bên phải gần đi. Ok, sorry, go. Ok, hold on, chạy, one more. Oh, no more. Ok, đây rồi, nè, chậm thôi. Đây, được không? À, đây để mình đi trước nha, cái gì mình báo chỗ này. À. Chỗ này hả? Chỗ này cũng được, không phải hả? Mình nói đó. Mày cơ, hold on. Ở ngoài sao la lên nè. Còn không? Còn là dắt được không? Cái chỗ này cũng được, nhưng mà nó hơi... Trời đá rồi. Mai cơ. Đó mà sao lên nữa. Hai cơ, chậm đây để coi cho nha. Cho đi chậm thôi danh, danh chậm theo xe này danh. Hai. Danh đi trên đây được không nè, chậm đây nè. Được không? Chậm giống Huy được không? Đừng có chậm. Không sao. Không mày sao, có xe kêu lên đâu mày ơi. Có chút được rồi danh, chỗ này được rồi danh, xuống cái chỗ này nè. Nghe chỗ này được nè, mày xích lên kêu cho. Xích lên kêu cho, nghe. Rồi, chỗ này qua đây được, đã đi. Rồi, chậm lại nha danh, chậm lại nha. Chậm lại danh ơi, chậm thì thôi. Chậm là được, ok. Mình thấy chỗ khó thì kêu nghiệm. Rồi, chỗ này dắt đi danh. Chỗ này dắt danh đi. Ừ, chỗ này dắt. Chỗ này không làm được đâu. Để dắt nha, để em chạy trước thôi. Đúng rồi, hay có. À. Vô. Rồi. Từ từ nha, ổn camera đâu không thấy. Cho ra không thấy đang đâu nè. Đây. Chỗ này có mà. À rồi. Sát ngay bên phải nè. Ờ đợi lùi sát bên phải để ngay cái lùm người ta quẹo á. Bên phải đâu? Không sao. Sát ngay bên phải đi. Sát bên phải bên đây hả? Đây nè. Chờ hơi chút nha. Anh cho anh chờ chút, nhanh chờ chút nha. Tấm mày coi đi sao nha. Chừng nào tao hú rồi mà chạy nha. Trước mặt đi coi. Thì đó. Đây. Rồi giờ sao? Rồi đi bên đây nha. Rồi ok rồi tao mày ơi. Rồi bắt đầu nha bà con. Đây. Chuẩn bị chưa? Phan từ từ. Chạy chút. Ngân lại cái hàng, chạy chút. Chạy chút. Trời ơi, không thấy gì, thấy nguyên cái cục này. Rồi. Có gì đâu thấy trời. Chết cha. Đâu có được. Không được. Có chân nước nè. Có chân nước nè, chuẩn bị xuống dốc nè. Chuẩn bị lên dốc. Vô sâu. Đặt luôn. Chưa vào lên. Từ từ. Lẹ quá, rồi chạy đi, lẹ quá làm kịp. Chạy đi có một đường nè. Rồi cầm nó lên đi kìa, Ok. Rồi. Nghe Tâm chạy qua mày coi có cái đoạn ấy mày kêu vô số Tâm. Kêu vô số để mày không kịp. Rồi. Hay vậy. Cái đường con rắn
Chị nào vô số kêu ra để gọi Đức Chi Sơn à. Trời đập mạnh quá. Tấm mày anh điện sao chưa? Ok, anh đi có lấy anh đi chưa? Ok được rồi, đúng rồi. Trời trên mấy năm mới cho mấy cô đi đường này á. Đó, chỗ này là phải lùn lắm mới qua được. Đi bên trái nè. Nè, không mẹ qua bên đây nè, nè, đây, đây coi nè. Đó, 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 thấy không? Qua thấy không? Mà phải tới cục đá rồi mình bấm nút ngay chắc nha, cho nó bay lên. Chưa, chưa. Không sao đâu, con tắm đi chứ rồi. À, đường đẹp không? À. Đây, sao? Đâu? Hai cơ nha, hai cơ nha. Nín thở, nín thở. Hey, two more please, thank you. Trời ơi, nín thở rồi, bây giờ thở nè. Đi đông quá, người ta la. Wow, để kiếm giống thấy đường hết trơn. Ai đó, ai muốn qua mặt đó? Rồi, kiếm chiếu hậu coi. Tấm mì. Ok, luôn kia. Chứ mày cái chân kẹt nào chậm chậm nè, đó thấy không? Nói chậm không chịu, không chịu. Phải chậm rồi được. Lên luôn con. Chỉnh ra nghe. Ây da, chết trời. Lên luôn, đại ca mày lên luôn chứ. Rồi, sao? Rồi, chỉnh ra, đạp lên nha. Chỉnh ra, đạp lên nha. Quang ơi, Quang, Quang ơi, Quang. Ai đập lên lì xì Quang ơi. Được không, từ từ, con tâm từ từ. Hai. Xin gặp rác, kêu hai bự. À, ra đây đẹp phải không? Để cái chân bên phải cào lên chút, cho thầy dưới cái đá. Rồi, để nó nằm ngang. Rồi, kệ nó. Mình chơi thẳng đâu, không sao. Rồi. Rồi, đạp luôn. À, chưa ra, ra tới ngoài đường ngã ba mới lên dốc. Ngã ba lên dốc, lên dốc cũng cao. Chứ rồi chút ra ngoài đường sắp rồi. Chút khi mà thấy ngoài đường đó là mình phải vô khách số đi. Đặng đặng mình lên dốc á. Ủa hồ gọi cái hả? Ờ à, đúng rồi. Ờ à, đúng rồi, hồ gọi cái vậy là hết hết lên dốc. Chị đỡ quá xuống dốc. Không, còn lên xuống thôi, nhưng mà ý nói là cũng vừa vừa. Đúng rồi, quay trái, quên, quên. Dạ, đúng rồi, quay trái, não nhắc nhớ. Ừ, quay trái thì không sao, khỏi cần số cũng được. Tại vì mình quay trái xuống nhóc. Mấy người kia rành rồi. À, thấy nó có người đứng ngã ba thường là vậy. Nhưng mà không biết nữa. À... ờ ừ, đúng rồi, hình như là quay trái, quay phải là đi lên lại. Tạm nhắc bây giờ. Được không? Đường đã không?
đạp vô, đạp vô. Đạp vô mới thấy giống con rắn. Hình như quẹo trái mà, tao quẹo trái mới về mà. Rồi khỏi cần vô xuống, được xuống dốc. Ờ, quẹo phải lại quẹo trái thôi, ờ. Đấy. Nhưng mà bà con xuống ở chỗ này được không nha? Anh dặm chỗ này. Rồi, phải dành xuống chỗ này được, tốt. Ờ, được, ừ. Quẹo trái nha. Có chừng có xe không thôi. Ủa? Ai kế mình đó. À, đây hả? À. Chuẩn bị vô số lên dốc nè. Lên dốc, lên dốc. Lên. Trời ơi, con Ly nó chạy. Chút xíu hết rồi trời. Trời ơi, ồn vào quá, có chút xíu. Rồi. Rồi. Đó này nắng đẹp. Quay một đoạn mới có mấy cô có cây hả? Nào chỗ này chưa đi. Hả? Hai cơ nha, giãn ra nha. Có nít nha bà con. Hai cơ. Đây. Ở chân xanh kìa, xanh nha. Xanh 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 á. Bên trái nha. Đây. Đuối. Chưa? À, dẫn qua bên kia. Không có, đi bên kia được, bên kia thì thấy có chút. Bên kia mình chạy thẳng rồi nên mình đụng ngã ba mình quẹo trái. Cái là mình xuống ngay chỗ đường này nè. Lô ghê nè, lô ghê. Lên dốc nè. Ủa nãy giờ tắm đâu? Lên lên bà con ơi, lên trên phát tiền nè. Tôi quan phát tiền. Phải ngắn nè, không cao. Bé Thanh đâu rồi? Lên nữa hả? Có chút à? Có chút chỗ đó khó nha. Thử chứ, võ công của bà con coi nha. Sắp rồi. Thử võ công nha. Ai mà rớt lại không có đổ thừa nha. Chỗ này lì xì nha. Gồng lên nè, đừng có sát quá, nó bị vướng nè. Bé Thanh đâu? Thanh đâu? Lên đây nè. Cho có hình. Bên đoạn này thôi. Chồm lên nè. Nói chồm lên. Lâu lâu sắp lãnh tiền rồi. Chồm lên em. Chồm lên. Được không? Chồm lên. Hay, mấy con hay. Mấy con lên được chỗ này là hay. Lên luôn.
Sao rồi, sao rồi. Qua chỗ này chút. Cái này có chút mà em. Chỗ này qua chỗ này tới. Vô cái chỗ kia mình nghỉ. Cái này. Qua tới chỗ này, vô chỗ kia mình nghỉ. Không, ngay cái chỗ kia. Trong cái cà phê quán. Xuống tới xíu mặt phải. Qua. Chụp ảnh. Mấy cô lên được chỗ này hay quá ta. 5 cô lên được hết trơn. Imagine. Chỗ này là ngày xưa là thuộc dạng khó đấy. Không phải dễ đâu đấy. Ly giữ đi. Rồi uống nước đi. Vô đây uống nước nè. Rồi uống nước đi, uống nước. Mấy nước đi. Rồi. Đạp luôn, đạp nhanh lên. Đừng có ngừng. Cái này lên xuống gì đó. Mình đạp chậm quá nó mất hết trớn. Xuống dốc nha con. Thế Thanh đâu? Ok. Xuống dốc để chân ngang kìa. Để chân ngang kìa. Hai cơ. Chuẩn bị lên dốc nha. Get the momentum. Thấy cao vậy chứ không có sao đâu. Nó nhẹ thôi. Giờ anh đập vòng vòng dữ hả? Đi bỏ. Giờ này nó không cao lắm. Đang sốt cái đâu nghe nó thấy người chạy sợ. Đây đó. Nó lừa thôi. Mình nhìn xa thấy nó cao chứ. Mình ảnh được được thôi. Thì đó mà thấy đập vòng vòng quá. Không sao. Chuyện nhỏ mà sao đủ người chứ. Ok. Trâm Anh đâu ta? Trâm Anh trước à? Ừ. À. Trâm Anh nặng gì vậy? À. Nó chỉ khỏe quá vậy. À. Vậy thôi. Chạy theo chồng anh xuống núi. Bây giờ là chị chặt đầu á. Đó. Ờ đúng rồi. Thôi. Lên nhanh. Cho 5 con cho dễ chăng nhanh. Đó, vô số nhanh. Vô bớt số đi. Ừ. Rồi. Này lên xuống đi coi đó. Rồi. Rồi, bạn nè, đạp vô. Thì đạp mới chạy lên bạn ta. Xin lên chút, vô số. Không giống nha, vừa vừa thôi cũng không ấy lắm, chưa hơi đá, không chạy chạy thẳng không cao hết, vừa đường tốt mà chạy ok. Rồi, vô số luôn, vô số đạp đi chớ, vô số đạp đi chớ, vô nữa. Đầu xuống số đạp đến cho nó vừa chân thôi. À chuẩn bị lên nữa. À đoạn này có đá chút cũng hơi cực nha. Vô số chầm lên nha. Không là kẹt nha. Vô số ồ, đại ca mà đại ca cũng bò vô số. Anh tưởng lên số rồi. Rồi chưa? Ok. Cô giỡn chứ bộ. Bò được hơn đây thôi. Ừ, không có số là phải cứu liền. Đúng rồi hả? Không, nóng rồi. Đó. Trời. Hôm qua là phải cho đen này tới là gọi là quý bạc tay Phật luôn, năm ngón luôn. Có đá nha, hơi khó nha. Nó hơi trật trật cái bánh nha. Gọng lên ok. Nó hơi trật cái nó đứng. Này cũng cứu được là một tiểu công chúa. Đó đá nhiều nha, phải chờ nha. Trời ơi, lát
mấy tiếng cuối năm mấy ông này rất đẹp luôn. Dạ. Chạy hoài cũng bị châm anh. Cho thử khói. Châm anh dữ quá, nó đá nhiều nha. Được không? Gần không biết bao nhiêu lần luôn Văn ha. Nghe gần nhiều lần lắm à. À giờ mấy câu dữ quá. Mình sợ quá. Dạ. Yeah. Ok. Cái số đang ăn. Cái số đang lấy nó chớ ha. Nó xuống giống mình phải làm. Chứ không phải mình mất trớn nè. Làm lên. Vô số nữa. Vô số nữa. Ơi, chậm chút mà Thanh ơi. Không thấy ai mà sao Thanh ơi. Không thấy ai mà sao Thanh ơi. Quang ơi. Quang ơi. Chậm chậm chút nè. Xin góc nè, xin góc cũng nhẹ nhẹ là không sao. Quang ơi. Ủa đâu mất rồi. Chết à. Ừ, từ từ. Nhanh quá mà sao không kịp à. Quang đâu rồi? À, cái lần trước vậy thôi à? Quang ơi! Còn cái nữa nè, cái nữa nè, cái nữa là chậm chậm kiếm bạch chút đi, chào bên kia đi. Được rồi, ok, rồi. Đây chờ đi, chạy đi chứ. Sao mà còn chưa tới kìa. Xa lắm rồi. Chạy tới đây. Chạy đây hả? Ừ, chạy đây đi. Chạy đây. Nhìn đường chút đi. Hai cơ. Hai cơ. Hai cơ nha. Hai cơ. Tốt đi. Để chân ngang vô. Nó chạy nó thẳng là được rồi. Thẳng là được rồi. Ok. Sao? Từ là lớn. Là được rồi. Chạy đó 1 tư. Ok. Rồi đoạn này nhẹ thôi. Cái đoạn dốc cao kia nó đáng ngại kìa. Đoạn cao kia nó dài lắm. Sắp chưa sắp tới rồi. Trước mặt á. Ờ thì cái dốc cao đó đó. Là hết rồi. Là hết dốc chứ không phải là hết dốc cao nữa. Nó cũng còn lại ra thôi mà. Nó này không cao mà nó dài. Nó dài cũng đuối. Nó dài lắm. Thấy vậy chứ nó dài. Rồi dài cho nên mình từng bước cập sự nha. Rồi hai chạy mấy người đứng chụp hình nha. Đã con tắm đi đã giờ chạy hoài không. Rồi. Rồi chạy được rồi. Ừ, thử lần thứ. Rồi lên một cái dốc này ha. Cái gì mà dài nha. Chụp hình đi. Xuống dốc nha, vừa vừa thôi. Ờ, vừa vừa thôi. Nó không có sâu nhưng mà nó xa. Hai cơ nha. Hai cơ, cảm ơn. Néo qua bên phải đi.
Mà đâu? Ok. Hai chở kìa. Mau tàu kìa đừng thở. Rồi, ý chạy vô máy quên. Được chứ. Chưa bị kẹt cái thau vô máy rồi. Hai cơ nha, watch out. Hai cơ. Chân xinh nha. Wow, đoạn này hai cơ nhiều ta. Hai cơ nha. Làm gì đó. Bây giờ 11 rưỡi rồi, còn 4 mai rưỡi nữa thôi nha. 11 rưỡi rồi, 4 mai rưỡi. Thì lại cái 15 rưỡi gì đó, phải. Vòng vòng đó. Chạy chút về tới báo cho biết đi. Ok đâu. Rồi. Đuối quá. Rồi. 800 triệu review nha. Yeah. Nó thành đâu? Ok. Lên luôn. Anh qua coi. Ra chấm điểm coi. Quẹo bự lên. Quẹo nhỏ xíu đâu có được. Cô to. Quẹo bự lên. Quẹo cái vòng cung bự đó. Ừ, xét bự chậm chậm lại là được hết. Căng hết. Cũng được. Ờ nó vậy đó, đúng không? Từ từ nhanh lên chút xíu, hơi chậm nó bị đứng xe nhưng mà cũng ok. À, quẹo bự lên. Quẹo sát cái vòng vô. Vẽ sát cái vòng vô, tập coi. À, tập đi. Sát nữa. Sát cái vòng ở trên trời này thì nó dễ đó. Để coi, chấm điểm coi, sát vô. Ừ, khá hơn rồi. Cũng được rồi. Có tiến bộ rồi. Dạ, yeah, đúng, nói vậy đúng. Đặt lý xong đứng lại là coi như có tiến bộ. Ừ, à, vòng cua bự lên là được rồi. Máy ảnh đứng sau đây, cặp đeo này. Thì đó. Ờ, xét vô. Quẹo bự lên. Quẹo bự chậm chậm là được. Làm coi, đó. Lên rồi, smooth rồi đó. Đó, anh thấy không? Quẹo bự mà quẹo nhỏ anh chị. Còn mấy ông sao nè, chống giò là không được nha. Qua cầu nha. Quẹo to lên. Ờ, phải sát lên nữa. Sát thêm nữa thì là mới tốt. Sát vô cái vòng cung bự lên. Ờ, chậm lại, đó là được hết. Từ từ cái nó smooth nó đi nhanh. Thì đó. Sorry em gái, không sao. À, từ từ thôi. Không sao. Thôi quá em nhỏ lên. Cái đó mình tập ngã, ok. Yeah, cái đó mình tập ngã chứ không phải là té nó sát, cái đó mình ngã rồi mình coi cho kỹ thuật coi. Dạ, đúng, cái đó công nhận, tại vì cái tay lái nó hơi bự. Ok, được. Cái đó đồng ý. Dạ. Thì mình ngã ngang á, mình đừng có leo xuống yên là được, ok. Rồi, tốt. Tập ngã gì cũng được là tốt, ok. Hello. Yeah. Ha 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 ha.
À, vô số nè, vô hết số chồng lên. Rồi chồng lên bên đây có chút xíu à, kỹ thuật nha, chồng lên, chồng lên. Ok à, đuối rồi, hết rồi, bây giờ xuống dốc về rồi. Chưa đâu, còn lai rai nhỏ nhỏ. Cái bộ hết pin mình không kịp, hết pin đâu. Lên dốc nha, vô số. Mới xuống dốc rồi, lên dốc rồi. Lên kho, lâu kia, lâu kia. Phát bảo xuống giống rồi, lên rồi, kỳ quá. À, hai cân nha. Hai. Happy New Year. Happy New Year. Ủa, bánh rồi bao? Ủa vậy cái Happy New Year là đầy hết, mình cũng Happy New Year. Thấy... đúng rồi. Tao thở quá. Anh Cường cũng giỏi. Ngày nào cũng đi ra đi exercise ha. Gần hết rồi nè Thanh ơi. Cố lên Thanh ơi. Hết rồi Thanh. Xíu về cho nghỉ, hết rồi Thanh. À. Pin thôi không kịp, cái đầu xuống dốc này không lẽ mình đứng được hai pin. Ngoài đó đằng kia có chỗ nhận thôi ơi. Thanh cho thay pin cái ư. Trời ơi, mọi nói lần khúc là xung lên đạp quá trời. À. Không, mà mặt anh luôn rồi. À. Ơ, cho Phan cho thay pin cái đây Tâm ơi. Để cái đoạn đẹp không thâu ổn. Phan Phan. À. Hai cơ. Chuẩn bị lên dốc nha, vô số nè. À, lên chút xíu thôi. À, đó, nó lâu kia nè, không chịu. Hết rồi, ba đoạn này hết rồi. Rồi, Tâm đi chết đi. Rồi. Đi xuống được không? Ok. Căng quá mặt danh không? Đi đi kìa. Lấy dưới màu qua đi. À coi. Chạy. À. À cứ lộn lộn đi. Làm sao có người kêu. À, quẹo bự vô. Xuống dốc nha, sâu thăm thẳm nha. Đừng sợ, cứ thẳng thôi. Ngang cái giò lên, đứng lên chút xíu, nhóm lên chút xíu. Cứ thẳng là được. Ừ thì hết rồi.
Rồi. Ok đó. Rồi, bài cơ. Không, bài cơ đâu, bài cơ, bài cơ. Bên lép, lép, rồi, ok, rồi chạy đi lên. Đáp, đáp, đáp. Vô số, vô số. Ok đó. Đuôi. Mà có 13. Ta đã về tới Bắc Kinh nha. Số 39 San Sadi Canyon Drive. Bên phải vô. Trái, trái nè. Đây là rồi. Ok. Em đi lên cái nữa. Rồi thôi cái này cũng được, đối diện. Kìa xe thẳng kìa. Xin lên đó rồi. Chúng ta về ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi.